cái sơ đồ của bé. Ở trạng thái bình thường ấy, lúc mình chưa bật gì hết trơn ấy, chưa có kể cả cắm điện vào thì cái role này nó ở vị trí bypass, tức là đầu vào nối đầu ra, nối thẳng ra đầu ra, nối vào dây này. Đó, nó tiếp điểm này, nối thẳng vào đầu dây này. Lúc mình bật on phát 12 lệnh, 12V cấp lệnh vào đây, 12V cấp lệnh vào đây thì nó on cái này, tức là có điện lưới thì mạch charger này đương nhiên là để được cấp charger chạc cho cái battery. Còn cái điện của này, L này, SC này, nó được chỉnh lưu ra này, hai con diode chỉnh lưu D16, D7, có hai con tụ này, có hai con tụ bảo vệ xung nhọn. Đó, nó cấp cho cấp điện DC cho mạch cổng H đây, điện áp ra AC lấy qua con lấy qua cái hai con dây là 8 và 9. Hai con dây rất to. Đây, 2 và 8 và 9 đây. Câu chỉ F3 ở đây. Relay đầu vào đây. Relay đầu ra là con relay nhỏ đây. Nhỏ thế này nhé, 16A đấy. Đấy. Đầu vào 25A. Đầu ra. Ra. Mày sao 200 cơ. 25 227 của AC.